ít ra cũng phải biết lý do cho chuyện này chứ. Mong em tôn trọng quyết định của Jin. Đó là lý do của anh sao? Anh muốn con nhỏ nó dính tới Jin và mình hả? Nếu ra tòa thì chỉ có em thiệt thôi. Anh đang chờ đợi cơ hội này sao? Anh muốn khiến em khổ sở chứ gì? Lý do mà bây giờ em phải trải qua những chuyện này là gì chứ? Những gì em muốn là công ty này mà. Em có thể sống tự do. Anh dùng tờ giấy ly hôn này dọa em, rồi đó là cho em tự do sao? Tin vào bản thân mình, dù một mình em vẫn có thể sống tốt mà. Sao người ta lại nói anh là người đàn ông tốt hả? Anh thực sự là một người quỷ quyệt và đáng sợ. Quyết định xong thì gọi cho anh. Anh chưa bao giờ cầu xin em ở lại hết. Cầu xin thì sao? Em sẽ ở lại hả? Em không phải kiểu người sẽ làm theo ý mình bất kể anh nói gì hay sao? Có chuyện gì hả? Em thậm chí chưa từng thay đồ trước mặt của anh, nhưng bây giờ lại muốn cùng đi tắm hơi sao? Em có gì muốn nói với anh hả? Anh chắc là anh sẽ không bỏ chạy chứ? Sau khi chuyện đó xảy ra với ba, anh đã bỏ chạy mà. Anh thậm chí còn không nói chuyện với em. Mỗi người có một cách khác nhau để vượt qua nó. Người đau khổ nhất khi đó chính là ba. Anh giống y như mẹ vậy. Vậy thì sao? Bây giờ em đang định trừng phạt anh đó hả?
đi với em đến chỗ nào đó một chút có được không? Cô đi xe đạp đường sắt bao giờ chưa? Xe đạp đường sắt? Đó là gì vậy? Cũng sắp đến chuyến xe buýt cuối rồi đó. Chúng ta phải nhanh lên. Nhanh lên cô. Thầy ơi, cô à, bốn người chúng ta hãy trở thành người một nhà nhé.
Cô ngồi đi.